Kính chào quý vị, chào mừng quý vị đã quay trở lại với kênh Tin Nóng Cà Phê 24 giờ, kênh thông tin chính trị xã hội nhanh và chính xác nhất. Và sau đây là một số thông tin chi tiết trong bản tin ngày hôm nay. Gói thầu phức tạp nhất ở cao tốc Bến Lức Long Thành. Gói thầu A7 cao tốc Bến Lức Long Thành đến nay đạt 55% khối lượng. Đây là đoạn khó thi công bậc nhất của công trình vì nền địa chất chân rừng nước ngập mặn nhiều vùng lầy. Gói thầu A7 dự án cao tốc Bến Lức Long Thành có tổng chiều dài 5,3 km thuộc hai huyện Long Thành và Nhân Trạch của tỉnh Đồng Nai, gồm 3,2 km cầu và 2,1 km đường. Phần cầu của gói thầu A7 dài 3,2 km, gồm phần cầu dẫn và cầu chính. Cầu dẫn đang trong quá trình thi công, phần cầu chính bắc qua một nhánh sông Thị Vải vừa được chuẩn bị triển khai những hạng mục đầu tiên. Khi các dầm cầu hoàn thiện, mặt đường tuyến cao tốc đi qua đây sẽ rộng 24m cho 4 làn xe chạy và 2 làn dừng khẩn cấp. Công trình thiết kế theo tiêu chuẩn cao tốc loại A, vận tốc 120 km/h. Sắp tới chúng tôi sẽ đẩy nhanh tiến độ làm mặt cầu dẫn dựa trên điều kiện sẵn có, đồng thời tính toán phương án huy động thêm công nhân. Việc này giúp hình thành diện mạo mới cho công trình. Ông Vũ Thanh Trà, giám đốc ban điều hành gói thầu A7 cho biết, một đoạn cao tốc đã hoàn thành lắp đặt trụ cầu dẫn, mỗi trụ dài 12m và bảng mặt cầu. Theo ông Trà, đây được đánh giá là công đoạn khó thực hiện bởi nền địa chất là chân rừng nước ngập mặn, nhiều bùn lầy, đội ngũ kỹ sư và công nhân phải dùng thiết bị chuyên dụng trong quá trình làm việc. Ngoài phần cầu dẫn và cầu chính, gói thầu A7 có tổng cộng 2,1 km phần đường, đang trong giai đoạn tập kết vật liệu để xây lắp nền và gia cố đường xe lưu. Phần nền đường đi qua nhiều đoạn có địa chất khá yếu, do vậy đội ngũ kỹ sư phải lên kế hoạch chi tiết, vận dụng kinh nghiệm và kỹ thuật xây lắp để đảm bảo chất lượng. Gói thầu A7 được triển khai năm 2017, đến nay đạt 55% khối lượng và dự kiến hoàn thành vào tháng 12 năm 2023. Điểm cuối gói thầu giao với quốc lộ 51 thuộc địa bàn xã Phước Thái, huyện Long Thành. Sắp tới, đơn vị thi công sẽ thực hiện nút giao tại đây để kết nối cao tốc với quốc lộ này. Ngoài gói thầu A7, dự án cao tốc Bến Lức Long Thành còn có 7 gói thầu khác đi qua địa bàn tỉnh Long An, thành phố Hồ Chí Minh và Đồng Nai. Tổng chiều dài toàn cao tốc là 57,7 km, vốn đầu tư hơn 31.000 tỷ đồng.